Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Ban an toàn giao thông tỉnh 9 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn Hương Yên giảm sâu cả 3 tiêu chí, giảm 8 vụ, 8 người chết và 18 người bị thương. Trong đó, có 5 nguyên nhân tác động trực tiếp đến kết quả này năm nguyên nhân tác động trực tiếp đến việc cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông giảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông đã làm tốt kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn như kiểm tra trên 19.000 lượt người và phương tiện, phát hiện 18.000 trường hợp vi phạm và gần 24 tỷ đồng. Trong đó xử lý gần 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng gần 200 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019 lập biên bản xử lý trên 460 xe quá tải trọng cầu đường và tải trọng xe và trên 6,3 tỷ đồng. Việc lực lượng công an xã được chính quy hóa đã góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an ninh nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng. Bên cạnh đó, các ngành địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân và yếu tố khách quan là lệnh giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COVID-19 cũng tác động một phần đến việc giảm sâu ba tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.